Rồi không? 1, 2, 3, vô. Cái mỏ cũng dài lắm mày. Chào cả nhà. Hôm nay mình được ông cậu cho mình mấy con lươn nha cả nhà. Sẽ đi làm nha cả nhà. Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Hiện tại thì mình được đầu tư số lương này nghe các bạn. Đây, hôm nay anh em mình sẽ làm món lương úp sa tế nướng nha các bạn. Nãy giờ thì em Điền cũng làm sạch rồi. Bây giờ tiếp tục mình ướp cái này rồi bắt đầu mình đi nướng nha các bạn. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tiếp cái video này của mình ha. Cái này em Điền. Nhưng mà nó lớn. Rồi, bây giờ tiếp tục công đoạn mình sẽ ướp nha cả nhà. Hôm nay không có cái muỗng luôn nữa. Mình để chừng có 15 phút rồi mình nướng. Rồi, bây giờ mình sẽ nướng nha cả nhà. Bây giờ mình nướng xong rồi nha cả nhà. Mời cả nhà theo chân mình lên dùng món lươn nướng. Rồi, hiện tại món lươn nướng của nhà mình đã hoàn thành nha các bạn. Bây giờ mình mời tất cả các bạn cùng với gia đình của mình cùng thưởng thức cái món lươn nướng này ha. Quá là ngon luôn các bạn ơi. Đây. Đây, mình mời tất cả các bạn ăn lươn với mình nha các bạn. lươn cũng sạch tế, nướng rất là ngon các bạn. Quá ngon các bạn ơi. Mời các bạn dùng lươn với mình nha. Ngon quá các bạn ơi. Một, hai, ba, vô. Ủa nãy giờ nói chuyện gì vậy mà chơi cầm tầm khó quá, tầm tao có không? Nói gì để luôn cái nói. Cháu uống lẫn chai hay không? Cháu cũng lo nha. Rồi chắc cháu cũng lo. Rồi giờ chơi chúng tôi mời hôm nhau. Không làm gì rồi đó, không có cả nhà nữa. Cháu sao được cũng mời chị mời về thôi sao nước. Cả tóc lại vậy. Thì phải về ăn cháo rồi nhờ còn có 5 ngày phép và lung lai quá trời rồi giờ quá trời đã mà nước cũng được về là lộn liền. Nguyên chị Nam đến hỏi. Ngồi chị nghe ngồi gốc cây trời. Bữa giờ 8 giờ, ông về nghe 8 giờ. Nguyên tận 8 giờ mà. Ngọt là làm được tình. Cái này con nướng nè. Vậy tháng này chắc lụm 10 chai hả? Trời. 10 chai này đứa à. Thôi 10 chai rồi. Cà nó dai. Trời chưa có ai. Chị mới cho hả? Làm đi đi. Uống vô ly cho em. Bớt ép đi nè. Bớt ép đi nè. 2, 3, vô. Máy là mình không biết. Cái bà kia bà mới chỉ làm hay là mình đâu làm thì nó cũng nhớ. Với lại em có mai. Không cho thuốc này chịu nhỏ thử thôi. Dạ. Là biết đâu bữa uống ba cái nước đá nữa đó. Trong phần dâm vô hai xong rồi. Bữa trước nữa là dầm mưa rước ông này nát giờ. Rồi, mình xin tạm dừng video đây nghe các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.